Ấy, bây giờ nước Ngụy ngày càng mạnh, bọn chúng phát triển nhanh quá, như thế này chúng ta chắc chắn không đánh lại. Không được, ta phải tiên hạ thủ vi cường. Trước tiên phải bình tiến đánh thành trì phá rối chúng, sau đó dẫn dụ quân Ngụy đến quán giang khẩu đốt cầu. Như vậy quân Ngụy chắc chắn sẽ đi thuyền đuổi theo. Chờ quân Ngụy đến giữa sông, chúng ta bao vây hai cánh, hỏa công thuyền quân tàu, đánh cho chúng tan tác, tiêu diệt quân Ngụy. Đánh quốc chiến phải dựa vào mưu lược.